Thôi, cho đi tổng chào. Để nói về những lời mà anh Nguyễn Ngọc Lập nói ở trên trên kênh Thăng Long TV. Hôm nay cho đi nói về mấy điều anh Nguyễn Ngọc Lập nói. Thì thôi cho cái màn hình để về được chưa chú? Hà thấy như nào, có cần phải quay lại không? Con chào bố Hiệp. Hôm nay ông già giờ này là mấy giờ? Giờ này bên Mỹ là mấy giờ? Giờ này chắc bên đó còn sớm mà ông già lại nghe con nói rồi hả? À, thôi không nói nhiều, cho đi tổng chào cả nhà nhé. Hôm nay hôm rồi đi được một người gửi cho đi cái clip anh Kitô hữu Nguyễn Ngọc Lập là một con là một người Kitô hữu nói ở trên kênh Thăng Long TV. Thì anh ấy nói như vậy: Pháp dùng công giáo để cướp nước Việt Nam, Mỹ dùng tin lành để cướp nước Việt Nam. Thì nếu như mà ta nghe hời hợt thì ta thấy câu nói này anh Lập nói đúng, nhưng mà ta suy nghĩ cho kỹ thì ta sẽ thấy câu nói này anh Lập nói sai. Nếu như không muốn nói là anh Lập đang chạy tội cho Vatican. Cho nên Lily mới nhớ đến một câu ai đó nói rằng là gì? Tôi không sợ Chúa, mà tôi chỉ sợ những kẻ thờ Chúa. Thì nếu như ta nghe câu đó, nếu mà nghe ta nghe hời hợt câu anh Lập nói rằng là người Pháp dùng công giáo để cướp nước Việt Nam, người Mỹ dùng tin lành để cướp nước Việt Nam, thì cũng không đúng hả? Mà phải quý vị cũng biết rõ ha, cái này là phải nói là thủ phạm chính trong hai cuộc Pháp và Mỹ xâm lược Việt Nam, thủ phạm chính phải nói là Vatican. Quý vị nhớ lại coi, một năm 1533 thì Vatican cho người đến truyền đạo dưới vỏ bọc của những giáo sĩ, họ đã đào tạo ra những người Việt làm tay sai cho họ. Ví dụ như Nguyễn Trường Tổ, Alexander Rốt, Lê Hữu Từ, Trần Lục, vân vân. Sau khi đã gây dựng được cơ sở, đào tạo được một lớp người tay sai trung thành rồi, họ thì Alexander Rốt mới quay trở về để vận động với Pháp đem quân sang quán Việt Nam. Và Lê nhớ đến một câu nói, đó là thực dân đế quốc luôn luôn đi song hành với nhau, luôn luôn là hai đường thẳng song song. Vatican và đế quốc là hai đường thẳng song song, chỉ khác với các cái định luật của toán của hình học là Vatican và đế quốc nó luôn luôn gặp nhau. Hai đường thẳng song song ở trong hình học thì nó không gặp nhau, nhưng hai đường thẳng song song của Vatican và đế quốc thì nó khác ở định luật hình học và nó luôn luôn gặp nhau. Quay lại vấn đề đi phản đối câu nói của anh Nguyễn Ngọc Lập, nếu như chúng ta nghe hời hợt chúng ta thể thấy anh Lập nói rất là đúng, anh Lập khẳng định là Pháp và Mỹ dùng công giáo và tin lành để cướp nước Việt Nam. Vậy thì vô tình là tin lành và công giáo chỉ là công cụ để Pháp và Mỹ dùng. Nhưng thực tế Vatican nó dựa vào Pháp và Mỹ làm công cụ để nó thực hiện cái tham vọng là biến Việt Nam thành một nước công giáo toàn tòng, đưa được một con chiên lên làm lãnh đạo, giống như mục đích đưa vào đại và hoàng hậu đưa con chiên Nguyễn Hữu Thị Lan về để cải đạo nước ta, rồi bất thành thì lại đưa quý vị nghĩ coi, Mỹ biết đến Ngô Đình Diệm không? Người Mỹ sẽ không biết gì về Ngô Đình Diệm nếu không có Ngô Đình Thục đã giống như đi lót đường từ Vatican, và Vatican mới cấu kết với Pháp và Mỹ đưa những cái kẻ đó về làm tay sai. Chứ nếu mà không có Vatican, ví dụ như Ngô Đình Diệm không có Hồng Y Penman thì không thể có Ngô Đình Diệm. Và Pháp cũng vậy, nếu mà Vatican không cho những tên giáo sĩ đến
đến truyền đạo, và sau đó là đi vận động nước Pháp để đánh Việt Nam. Quý vị thấy chưa? Vatican là chủ mưu, chứ ở đây không phải là người Công giáo và người Tin Lành bị sử dụng làm công cụ. Một điều thứ hai là anh Lập nói là Thiên Chúa không bao giờ chấp nhận cho ai mang tên người mang tên Ngài để đi ăn cướp một nước khác. Rồi anh Lập nói là cũng như ông Trump và ông Joe Biden để tay lên cuốn Thánh Kinh mà nói và ông nói là Thánh Kinh nói Thánh Kinh cấm giết người. Thánh Kinh theo anh Lập là Thánh Kinh cấm giết người, nhưng mà ông cấm giết người và cấm ly dị vợ, nhưng mà ông Trump thì ba đời vợ, mà ông Joe Biden thì lại ủng hộ cái việc giết người, giết bào thai. Thì ở đây Johnny trả lời và hy vọng rằng anh Nguyễn Ngọc Lập nghe được cái clip này, bởi vì như này này. Ly rất là Ly thường nghe anh Nguyễn Ngọc Lập nói độc thoại ở trên kênh KBC Hải Ngoại, và cũng nghe anh Nguyễn Ngọc Lập đi ra ngoài ngoài đảo, thì Ly đã rất là kính trọng ở cái chỗ đó. Khi mà anh Nguyễn Ngọc Lập có dặn một cậu bé có dặn một anh lính ở ngoài đảo là con hết nhiệm vụ thì hết giống như hết nghĩa vụ á, thì con về con đi kiếm cái nghề con học, và học xong á thì nếu cần thì bác giúp đỡ, nhưng mà khi đất nước cần thì con phải quay trở lại. Lại ý là anh Nguyễn Ngọc Lập nói với cái chú lính đó là bây giờ hết 2 năm nghĩa vụ thì quay về ráng đi học cái nghề, mà nếu đi học mà khó khăn gì thì anh Lập giúp. Nhưng mà khi đất nước cần, tức là khi có cái gì đó cần thì cái người lính này hãy quay trở lại để cầm súng. Đấy, thì Ly cũng rất là ghi nhận cái lòng của một người Việt Kiều xa quê như vậy. Tuy nhiên không có nghĩa là những gì anh Lập nói đều đúng. Cái ở đây ta không xin lỗi, mọi người hãy hiểu nhé. Đợt trước anh Hoàng Duy Hùng nói khi Ly lên phản đối thì mọi người nói là Ly đánh phá anh Hoàng Duy Hùng. Và bây giờ khi mọi người phải hiểu là những người như anh Hùng, như anh Lập, họ sống hoàn toàn ở dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, mà ta gọi chế độ Ngụy. Họ không hiểu hết cái lịch sử Việt Nam. Họ bị tuyên truyền, họ học dưới cái chế độ mà chế độ Ngụy, có những cái chẳng hạn như giáo sư Nguyễn Hiến Lê viết một cuốn lịch sử thì bị chế độ Ngụy không cho dạy, không cho sử dụng. Chưa nói đến là một cái chính sách tuyên truyền của Vatican, của CIA, nó tuyên truyền rất mạnh, nó nhồi sọ rất mạnh. Cho nên anh Lập cũng như anh Hùng không thể hiểu hết được những gì mà người trong nước hiểu cho đúng. Theo Ly như vậy, cho nên anh Lập nói cái gì đúng thì Ly ủng hộ, mà anh Lập nói sai thì Ly phản đối. Còn cái này Ly phản đối mà ai cảm thấy bà biết gì hay là anh Lập nói đúng, mọi người cũng có quyền phản biện lại Ly. Ly khẳng định lại là anh Lập nói là người Pháp, người Mỹ dùng Công giáo, dùng Tin Lành để cướp nước Việt Nam, nhưng mà Ly khẳng định chủ mưu ở trong 2 cái cuộc chiến Việt Nam. Cái nước, bởi sao tại sao bây giờ những cái người mà từng ở bên phía chế độ Ngụy, họ viết sách chẳng hạn như học giả Charlie Nguyễn, hay là ông Trần Trung Ngọc, hay là bác giáo sư Nguyễn Mạnh Quang, hay là rất nhiều, hay là những tiến sĩ mà Ly không kể ra hết, như là ông Đỗ Mậu cũng phản đối lại chính Vatican. Rồi ông Đỗ Mậu có cuốn Việt Nam máu lửa quê hương tôi, hay là ông quên ta, là họ vẫn nói là cái chủ mưu ở đây là Vatican. Đấy, cho nên là cái chuyện mà bây giờ người ta đang sách vở đang nói đầy là chính Alexander Rhodes sau khi đã gây dựng được cơ sở rồi thì quay trở về Pháp, đi vận động chính phủ Pháp, đi vận động vua Pháp đem quân sang để quấn Việt Nam. Rồi ông Diệm cũng vậy, ông Diệm là ở trong những nhà giàu, và ông Thục đã lót đường cho em mình rồi, thì
thì Vatican với Mỹ mới bong ông Diệm về đặt lên cái chức tổng thống, sử dụng ông Diệm để chống cộng, chứ thực ra Mỹ và Pháp không phải là chủ mưu. Một điều nữa anh Lập nói là Thiên Chúa không bao giờ chấp nhận cho ai mang tên Ngài để đi ăn cướp một nước khác. Cái này Sĩ Huy sẽ nói tiếp. Anh Lập nói tiếp, cũng như ông Trump và ông Joe Biden để tay lên cuốn Thánh Kinh, mà Thánh Kinh thì cấm giết người. Thánh Kinh cấm giết người, nhưng mà anh Lập nói là cái gì kinh khủng cho bằng người ta nhân danh Chúa Giêsu để đi cướp nước Việt Nam. Chúa nói không được giết người, nhưng mà ông Chúa nói không được giết người và không ly dị, nhưng mà ông Trump thì ba vợ và ông Joe Biden thì giết người, giết bào thai. Bây giờ đi mới chứng minh cho anh Lập thấy. Đúng rồi. Bởi vậy nói là gì? Tôi không sợ. Tôi không sợ Chúa, mà tôi sợ những kẻ thờ Chúa. Đúng, anh Lập nói chỉ đúng một nửa. Ở trong Kinh Thánh 10 điều răn mà đi đọc đây này, thì có 10 điều răn, điều răn thứ năm nha quý vị. Điều răn thứ năm là chớ giết người. Điều răn thứ sáu là chớ làm sự dâm dục. Nhưng mà ngược lại thì Ly phải nói cho quý vị nghe, đó là người ta nói là đây là lời mà phải của Chúa. Trong này là 10 điều răn, mà điều răn thứ năm là Chúa dạy là chớ giết người, nhưng mà Chúa lại giết người như ngoé, và Ly sẽ chứng minh. Trong cái cuốn Dân Số Ký nha anh Lập nhé, không biết anh Lập có đọc bao giờ không, để Ly nói cho anh Lập nghe những điều hỏi anh Lập này này. Cái câu này anh Lập đã bao giờ đọc chưa? Và nếu chưa anh Lập có quyền phản đối. Câu này chính là lời Chúa này anh Lập. Phải vâng đáp nha. Đây là trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 12 đoạn 2 đến đoạn 7. Chúa dạy nè, phải vâng đáp và đốt tất cả những nơi thờ tự của những kẻ ngoại đạo, phá bỏ tất cả những ông thần mà họ thờ. Đó là câu Chúa nói nha. Rồi tiếp tục Chúa nói câu nói này, phúc cho những ai bắt con trẻ của người Babylon mà đập vào đá cho chết. Câu này có phải Chúa dạy chết những giết người không thưa anh Lập? Câu trước là phải vâng đáp và đốt tất cả những nơi thờ tự của những kẻ ngoại đạo, phá bỏ tất cả những ông thần mà họ thờ. Câu này là lời Chúa có phải không anh Lập? Nếu anh Lập nói không phải, anh Lập có quyền phản đối, anh Lập có quyền chửi luôn em nhé. Còn nếu phải, mong rằng anh Lập có một câu trả lời cho em nha. Rồi tiếp theo cũng là lời Chúa này anh Lập, hãy đánh dân Amalek và phải giết mọi súc vật, lời Chúa nhé, phải giết mọi súc vật của chúng, nam nữ giết hết, con trẻ con bú, bò chiên lợn gà phải giết bằng hết nha, lời Chúa nha. Em đang lai anh dạ, ở trên kênh Bảo Hành Nguyễn anh. Nick Bảo Hành Nguyễn em gửi rồi mà em chưa ok. Thì là tiếp theo nhé. Cái câu tiếp theo mà đi đang đọc giờ không biết đâu được, phải có hình dạng Lạc Đà nè, hãy đánh dân Amalek và phải giết mọi súc vật của chúng, nam nữ giết hết, con trẻ con bú, bò chiên lạc đà phải giết hết. Còn trong cuốn Dân Số Ký chương 31, đặc biệt những ai mà muốn biết về Kinh Thánh không cần đọc nhiều, chỉ cần gõ vào Google là Dân Số Ký chương 31, quý vị sẽ ngao ngán cho cái gọi là kinh thế chứ không phải Kinh Thánh. Trong cuốn Dân Số Ký chương 31 thì Chúa và anh Lập nói nè, Chúa chỉ đạo cho Môi-se nha, mổ binh để làm gì? Để chống dân Madian. Quân của Môi-se cướp vàng bạc kim loại do lời của Chúa dạy nha, cướp vàng bạc kim loại, bắt hàng trăm ngàn gia súc của dân Madian đem về chia nhau, đàn ông và trẻ thơ thì bị giết sạch, mà là Chúa kêu giết nha, đàn ông và trẻ thơ bị giết sạch.
rồi bắt được 32 ngàn cô gái còn trinh. Và Chúa là kêu là phải chia cho Chúa là 32 ngàn cô, là chia cho Chúa là 32 cô. 32 cô là phải chia cho Chúa nhé. Rồi 32 ngàn cô gái còn trinh thì bắt về làm quà cho các lính ra trận. Chúa lại bảo với ông Môi-se là nộp cho Chúa súc vật và 32 cô gái còn trinh. Cái này á là không, cái này nói luôn cho anh Đập nhé, là được trích ở trong cái cuốn Ngũ Thư trang 453. Xôi bê cái cuốn Thánh Kinh qua đây dùng này không? Trang 453, 457, do cái nhóm phiên dịch các giới kinh phục vụ thực hiện, Tòa Tổng Giám mục Việt Nam trở đi, Nhà xuất bản Tôn giáo Hà Nội cấp giấy phép năm 2010. Và nó có bán tại đường nhà thơ ở Lương Kỳ Đông, thành phố Hồ Chí Minh với giá 60.000 đưa cho mình. Thì anh đọc bây giờ các cái cuốn như chảy ra này, em mới đọc đọc trang đọc số ra biết riêng một cái câu này là anh Lập đã đọc bao giờ chưa, là lời Chúa nhắc lại anh Lập nghe lời Chúa nói rõ ràng trong Luca chương 19 câu 27: hãy mang những kẻ thù của ta ra đây, những kẻ không muốn ta ngự trị trên họ, và giết chúng ngay trước mặt ta. Vậy Chúa có kêu giết người không thưa anh Lập? Anh Lập trả lời nha. Rồi tiếp tục Luca chương 14 câu 26: nếu có ai theo ta, trong 10 điều răn thì điều răn thứ tư thì dạy là gì? Thảo kính với cha mẹ. Cho nên người nào mà không hiểu á thì họ nói đạo Chúa cũng dạy thảo kính cha mẹ, nhưng mà trong điều răn thứ ba thì dạy là thảo kính với cha mẹ. Điều răn thứ tư, xin lỗi nhé. Điều răn thứ tư thảo kính với cha mẹ, nhưng mà Chúa lại nói trong Kinh Thánh này: nếu có ai theo ta mà không căm ghét cha mẹ, vợ con, anh chị em và ngay cả cuộc sống của chính mình thì cũng không được làm môn đồ của ta. Có nghĩa là muốn theo Chúa không? Thì trước hết điều kiện cần và đủ của một con chiên là phải căm ghét cha mẹ, vợ con, anh chị em và ngay chính bản thân người đó. Rồi tiếp theo, điều răn thứ ba là giữ ngày Chúa Nhật, có nghĩa là ngày Chủ Nhật là không được đi làm. Nhưng mà chính ở một gia đình đạo Chúa kế bên nhà Ly, họ vẫn đi làm ngày Chủ Nhật. Ly thấy và Ly thấy họ đi làm nhiều. Họ đi làm ngày Chủ Nhật nhiều. Rồi Ly lại coi ở trong vừa rồi trên mỗi clip của đạo Chúa thì nói là nếu mà đi làm ngày Chủ Nhật là tội trọng, tội còn nặng hơn cả tội giết người. Quý vị nghe coi, đi làm việc ngày Chủ Nhật là tội còn nặng hơn tội giết một con người, tội nặng hơn tội giết người. Nhưng mà cái con chiên ở kế bên nhà đây họ vẫn đi làm ngày Chủ Nhật. Đấy, tiếp theo nhé. Và anh Lập cho đi cho một điều thêm củng cố, đó là Kinh Thánh. Và Ly hồi nãy Ly khẳng định rằng là không phải là Vatican, không phải là Pháp và Mỹ mượn người Công giáo và mượn người Tin Lành để cướp nước Việt Nam, mà phải nói là Vatican đi cùng, gọi là mượn quân lính của Vatican, quân chữ thập của Vatican mượn vũ khí của Pháp, của Mỹ để cướp nước Việt Nam. Và điều này đã được chính ở Vatican ra một cái vả tuyệt thông, Ly sẽ đọc tóm tắt thôi. Đây là cái vả tuyệt thông của giáo hội La Mã nhé quý vị, dành cho người theo cộng sản, đăng trên cái trang gọi là Nữ Vương Công Lý. Vả tuyệt thông của giáo hội dành cho người theo cộng sản. Ngay khi tà thuyết cộng sản, quý vị nghe cho đó nào. Ly trích thôi nha, Ly không biết toàn bộ. Ngay khi tà thuyết cộng sản ra đời, giáo hội Công giáo là một trong những tôn giáo đã chống lại nó một cách mãnh liệt, nhất. Cái bài này vẫn còn đang ở trên trang Công lý và Hòa bình. Thì bây giờ Ly đọc sơ thôi. Đức Giáo hoàng Pio XII vào năm 1949 đã ra sắc luật chống chủ thuyết cộng sản
và tuyên bố áp đặt và tuyệt thông cho tất cả những người Công giáo nào hợp tác với các tổ chức của Cộng sản. Có nghĩa là hồi nãy anh Lập nói rằng người Mỹ thì dùng Tin Lành để cướp nước Việt Nam, người Pháp dùng Công giáo để cướp nước Việt Nam. Nếu để có nghĩa là Vatican ở Giáo hội Công giáo La Mã vô tội, họ chỉ kích người Pháp, người Mỹ lợi dụng con chiên thôi. Nhưng mà nếu để tại sao các ông giáo hoàng đều chống Cộng sản một cách mãnh liệt, mà Cộng sản lại là một cái đảng mà đã đem lại cuộc sống độc lập, tự do, hạnh phúc cho người dân Việt Nam, trong đó có chính những con chiên của Vatican. Thì ở đây Lê đọc tiếp, Đức Giáo Hoàng Pio XII vào năm 1949 đã ra sắc luật chống chủ thuyết Cộng sản và tuyên bố áp đặt và tuyệt thông cho tất cả những người Công giáo nào hợp tác với các tổ chức Cộng sản. Có thể nói ngược dòng lịch sử, Giáo hội Công giáo suốt 100 năm qua, các vị giáo hoàng như Pio IX, Leo XIII, Pio X, Pio XI, Pio XII, Gioan 23, Paulo VI, Công đồng Vatican II và Đức Gioan Paulo II đều liên tục lên án chế độ Cộng sản một cách mãnh liệt. Những tín hữu nào bỏ phiếu cho Đảng Cộng sản hoặc gia nhập đảng này hoặc viết lách cho các báo chí Đảng Cộng sản thì cũng cùng chung số phận. Có nghĩa là bất kể người Việt Nam nào, người Việt Nam máu đỏ da vàng, nhưng một khi đã bị nhúng nước, đã bị rửa tội, rửa cái tội mà họ không hề có đó, thì nếu mà hợp tác hoặc là ủng hộ hoặc viết lách cho Đảng Cộng sản thì đều bị chung số phận, tức là bị ra vào tuyệt thông. Và ghi này, tất cả những lề luật trên đó, tất cả những lề luật trên cho tới nay vẫn còn hiệu lực, họ xác định. Và chính thằng quả đen chống cộng khét tiếng thằng Nguyễn Văn Khải mà hiện nay đang ở dòng thứ cứu thế ở Thái Hà đó quý vị, nó có nhắc lại. Nó kêu gọi 7 triệu tín đồ Công giáo Việt Nam hãy đứng lên lật đổ tà quyền Cộng sản. Và nó nói luôn cuộc chiến này chỉ một bên được thắng mà thôi. Và nó cũng nhắc lại cái sắc luật của Giáo hội La Mã là ra và tuyệt thông cho những con chiên nào hợp tác với Đảng Cộng sản. Mà quý vị cũng biết, Ly cũng từng nghe một số con chiên ca cầm rằng là họ có học cao thì họ cũng không được đảng cho giữ những cái chức vụ nó kia. Vậy nhưng mà quý vị phải hiểu là chính cái giáo hội của quý vị, chính Đức Thánh Cha của quý vị là ra không phải một ông, mà Ly vừa đọc ra này, Pio IX, Leo XIII, Pio X, Pio XI, Pio XII, Gioan 23, Paulo VI, Công đồng Vatican II và Đức Gioan Paulo II đều liên tục lên án chế độ Cộng sản một cách mãnh liệt cơ mà. Và cấm và ra vả tuyệt thông cho những con chiên nào, ví dụ bây giờ con chiên nào mà vào Đảng Cộng sản, mà Ly biết hiện nay có rất nhiều con chiên là đảng viên Cộng sản. Đó. Rồi bây giờ anh Lập nói là anh Lập nói như vậy vô tình, Vatican là một cô gái hiền dịu nếp na thùy mị, mà thực tế Vatican của anh Lập là một con đếm thúi, một tên đầu sỏ trong những tên gọi là đế quốc thực dân. Ở một từ xưa, Vatican của anh Lập đã ban cho Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha được toàn quyền chiếm bất cứ nơi nào muốn, và nơi nào Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha cắm được cờ của họ lên thì đồng nghĩa Vatican sẽ cắm cái thập phát xuống đó, và nghiễm nhiên cái đất ở đó trở thành đất Vatican. Giống như hiện nay bọn quả đen vẫn giả mồm ra để đòi lại những cái cơ sở tôn giáo, giống như Đan Viện Thiên Nam hàng bao nhiêu mẫu đất, giống như là Thái Hà, giống như Thủ Thiêm, giống như vườn rau Lộc Hưng, giống như là gì, rồi bây giờ lại núi Cúi nữa. Đó, công ty ngay chiến thắng ở Hà Nội và Công Sứ, mà trong khi đó hàng ngàn ngôi chùa của Pháp
Phật giáo người ta không đòi. Nhưng những cái mà quý vị dựa vào thế lực của thực dân Pháp đế quốc Mỹ để có được nó, sở hữu nó, và bây giờ quý vị là nói là cộng sản cướp đất của quý vị. Rồi bây giờ có tiếp nè, rồi họ nói tiếp nè, cho nên một tín thủ công giáo bất kể thuộc thành phần nào, từ giáo hoàng hồng y tổng giám mục cho đến linh mục, và từ tu sĩ nam nữ cho đến giáo dân, là gì? Không được hợp tác, không được hợp tác là ca ngợi tán đồng học thuyết ở chế độ cộng sản dưới mọi hình thức nào. Và nếu như họ vi phạm thì đều đương nhiên là bị vả tuyệt thông. Và tức là cái tuyệt thông là gì? Tức là họ không được coi là người công giáo nữa. Họ giống như bị trục xuất ra khỏi giáo hội công giáo. Mà với người công giáo thì khi mà họ bị trục xuất, chưa nói bị trục xuất quý vị, nếu với người công giáo nếu không có một ông linh mục chăn dắt họ thì họ coi họ giống như trẻ mồ côi. Quan niệm cái đầu óc của người công giáo là vậy. Cho nên họ rất sợ bị vả tuyệt thông thưa quý vị. Đấy. Và cuối họ ghi này, thái độ của họ, đó là nói về giáo hội công giáo La Mã. Và đây là họ nói về giáo hội công giáo Việt Nam này. Thái độ của hội đồng giám mục Việt Nam đối với chế độ cộng sản thì như thế nào? Và họ trả lời luôn nhé. Dưới thời Hồng Y Trịnh Văn Căng, tổng giám mục Hà Nội, hội đồng giám mục Việt Nam không muốn có bất cứ liên hệ nào với nhà nước cộng sản Việt Nam. Đó là một tinh thần chống cộng quyết liệt. Họ khẳng định vậy nhé quý vị. Và họ nói là chính vì vậy mà có một nhà ngoại giao Pháp, cái câu này xin lỗi, Ly muốn nhấn mạnh lại cái khúc này một xíu. Đây là cái thông điệp họ đưa ra, và vẫn cái bài này khẳng định lại ở rất nhiều nhà thờ. Họ khẳng định lại là cái tinh thần chống cộng như vậy đã được quán triệt từ giáo hội công giáo La Mã, tức từ Vatican, cho đến hội đồng giám mục ở Việt Nam, cho đến những tên quả đen, và tới là dưới cùng là giáo dân. Điều này để cho mọi người thấy một điều rõ ràng, với tín đồ người đạo Chúa đó, thì họ với họ họ đang là những người họ đang là những người tạm dung trên chính quê hương mình. Họ chỉ coi tổ quốc của họ là Vatican, nước của họ là nước trời, nước Chúa, nước Vatican. Ở đây họ chỉ là tạm dung, và họ chỉ coi ông giáo hoàng bên Vatican là vua của họ. Họ không coi một cái bất kỳ một cái ông lãnh đạo nào ở Việt Nam mà nếu không phải người công giáo thì họ không coi đó là lãnh đạo của họ, mà họ chẳng có họ bắt buộc họ phải sống ở đây, nếu tại vì Vatican nó quá nhỏ và nó cũng chẳng thèm cái bọn này, nó chỉ lợi dụng tín đồ con chiên người Việt thôi, chứ nó đâu có yêu thương gì đâu. Nhưng mà cái người công giáo Việt Nam phần lớn, Ly nhắc lại, Ly không nói là tất cả, mà là phần lớn, thì họ luôn luôn tự coi họ là dân Chúa, là quê hương của họ là nước trời, nước Chúa, và Đức Thánh Cha của họ ở bên Vatican, họ tôn thờ họ nghe lời. Bây giờ ông đó nói họ làm gì là họ làm, chứ nếu bây giờ nhà nước Việt Nam kêu họ làm, mà bây giờ ông bên Vatican hoặc cái ông thấp hơn nữa là cái ông quả đen kêu họ không làm là họ không dám. Đi khẳng định họ không dám, cho dù họ biết đó ông có sai nhưng họ cũng không dám chống, bởi vì họ rất sợ bị vả tuyệt thông. Đi nói rồi, họ sẽ cảm thấy họ bơ vơ, họ không có, họ coi họ y như trẻ mồ côi nếu như bị ông linh mục tẩy chay họ. Cho nên bây giờ đi đọc tiếp cho quý vị nghe. Không phải ngẫu nhiên đâu anh lập đã đọc cái câu này chưa nè. Cái câu này của một cái người nổi tiếng mà Ly không nhớ tên, nên là đạo Thiên Chúa và chủ nghĩa thực dân là hai đường thẳng song song, nhưng trái với mọi định luật của hình học là ở chỗ là nó thường gặp nhau. Một ông nữa nói này, nhìn vào lịch sử thế giới, quý vị sẽ thấy mỗi một tiến bộ trong tình người, mỗi một cải thiện trong luật pháp,
mỗi một bước tiến để nhân ái hơn với người da màu, mỗi một giảm thiểu của chính sách nô lệ, mỗi một tiến bộ luân lý trên thế giới đều bị các giáo hội chống đối kịch liệt. Tôi nói một cách quả quyết rằng chính đạo Kitô theo cách các giáo hội tổ chức hôm nay đã và đang là kẻ thù chính của những tiến bộ trên thế giới. Ở đây hồi nãy em là có nhắc là giáo hội thì không cho giết người, nhưng mà ông Joe Biden thì là giết người, giết bào thai. Anh đã chỉ quan tâm đến cái việc là phá thai. Ở đây người ta đồng nghĩa với việc phá thai hợp pháp với là giết người, thưa quý vị. Nhưng anh Lập nên nhớ, nếu phá thai trong những điều kiện hợp pháp thì là nên ủng hộ. Bởi vì thay vì anh Lập và những ông đức thánh cha của anh Lập á, đang đi chống luật phá thai, thực ra không phải là nhân đạo đó anh Lập. Chẳng qua giáo hội của anh Lập là thực hiện cái chiến thuật gọi là ngu chiên dễ trị. Muốn ngu chiên dễ trị thì phải con chiên đẻ thật đông thì mới nghèo, nghèo thì mới thất học thì mới ngu, và ngu thì Vatican mới dễ sai khiến. Nếu Vatican có lòng nhân đạo thì hãy quan tâm tới hàng ngàn đứa trẻ hiện nay là nạn nhân của chính giáo sĩ Vatican hiếp dâm nó, và ngay cả nữ tu, ngay cả nữ tín đồ ở trong nhà thờ cũng bị những tên giáo sĩ này lạm dụng tình dục. Và thay vì Vatican xử lý họ, nộp họ cho chính quyền dân sự, thì Vatican lại bao che, dung túng, giờ thuyên chuyển họ đến với giáo xứ khác để cho họ tiếp tục lại gây tai họ đến, lại mang bất hạnh đến cho những con chiên khác. Vậy cái giáo hội của anh Lập giữa cái chuyện cấm ngừa thai và cái chuyện mà bao che dung túng cho bọn quả đen lạm dụng tình dục hàng ngàn đứa trẻ, vậy anh Lập trả lời coi cái gì nên làm trước, cái gì anh Lập nên lo trước. Cho nên anh Lập ạ, câu nói này em xin nói lại một lần nữa, em không sợ Chúa mà sợ kẻ thờ Chúa. Bởi vì thực tế không có Chúa, nhắc lại anh Lập nghe nhé, không hề có Chúa. Giê-xu có, mà Giê-xu chỉ là một người bình thường. Giê-xu bị đóng đinh vì tội kích động, gây kích động, gây bạo động. Và Giê-xu bị đóng đinh chung với hai thằng ăn trộm ở ngay trên núi Sọ. Và Giê-xu là con bà Maria, bị thằng lính La Mã hiếp dâm. Giê-xu không đồng nghĩa với Chúa, mà Chúa ở đây chỉ do con người dựng lên. Cho nên nói chửi Chúa cũng chẳng có tội gì, bởi thực tế trong thực tế không có Chúa. Nhưng mà anh Lập tin có Chúa, nhưng mà hiện nay khoa học đã chứng minh không hề có Chúa. Và bây giờ nhắc lại cho anh Lập nghe, nói là giáo hội anh Lập phải biết, nếu anh Lập vẫn khẳng định rằng là Kinh Thánh không cho giết người, Chúa không kêu đi cướp nước khác, thì anh Lập phải về đọc cho kỹ Thánh Kinh. Nếu anh Lập không đọc đó, và hoặc là anh Lập còn nghi ngờ, anh Lập có quyền làm một clip lên đây chửi em, rồi em sẽ cung cấp cả gọi là Kinh Thánh tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý anh Lập nghe. Em không biết tiếng ngoại ngữ, nhưng mà em có những cái người mà cũng như anh Lập đó, họ cũng từng sống dưới chế độ Mỹ, nhưng họ chỉ khác anh Lập là họ không bị nhồi sọ, họ không ăn phải bùa mê thuốc lú, họ không uống máu Chúa, họ không ăn thịt Chúa, cho nên họ đã kịp tỉnh ngộ để trở về với dân tộc, và họ đã có những bài viết để phản biện lại cái tà đạo của anh Lập. Và nếu anh Lập vẫn cho rằng có hai trường hợp xảy ra, một là anh Lập gọi là ngậm miệng ăn tiền, làm lơ luôn, mất cỡ không dám trả lời em, thì là anh Lập hèn. Còn nếu anh Lập dám trả lời thì để coi anh Lập trả lời như thế nào.
Anh Lập nói là Kinh Thánh không giải giết người, Chúa không giải giết người. Thì anh Lập có, mà em nói lại, em chẳng hạn Chúa giết rất nhiều người. Chúa đòi chia phần ra hai cô gái trinh. Chúa đòi giết cả trẻ trong bào thai. Chúa đòi đập trẻ con vào trong đá. Giới thiệu cho anh Lập cuốn này này. Cuốn này là gì? Truyện tích Kinh Thánh dành cho thiếu nhi, và chính là người Công giáo ở Việt Nam in ra phát cho trẻ con là Chiên Con Chiên Dí. Và em sẽ đọc cho anh Lập nghe. Và cách này đi thẳng luôn với quý vị, cách này ấy, là phải truy cho ra người ở cục xuất bản đó quý vị. Ai cho phép chúng nó xuất bản cuốn sách như này? Quý vị nhớ lại câu chuyện tấm cám, mà cái đoạn kết của câu chuyện tấm cám người ta phải thay đổi. Cái đoạn mà cô tắm mà giống như kiểu nói em muốn đẹp con ngồi xuống đây đó, là cô tắm rửa nước sôi lên, thì sau này người ta nói cái đoạn đó nó quá tàn nhẫn. Ai bảo tắm thì hiền ở đâu, tắm như vậy là quá dã man chứ hiền đâu. Người ta mới đổi, người ta thay đổi cái đoạn kết của câu chuyện tấm cám. Thay vì tắm giết cám bằng một nồi nước sôi, thì người ta viết lại là mẹ con cám trên đường về bị sét đánh chết. Mà trong khi đó là chỉ một câu chuyện thôi. Mà trong khi đó, để Ly đọc cho quý vị nghe cái này. Ly rất ở cái này là học trò của Ly, vốn là Chiên đến cho Ly. Tại vì bây giờ Ly có tay trong nha quý vị. Ly đã có con Chiên. Đang là Chiên vẫn đi nhà thờ, nhưng mà nói chung là có những gì ở trong nhà thờ là học trò Ly về mép cho Ly, đó là Ly kể để Ly huấn luyện. Xin quý vị nghe nhé, Ly có gấp lại ba nhé. Truyện tích Kinh Thánh, cái này là nó giống y như Kinh Thánh. Trích ở trong Kinh Thánh đang không khác gì hết. Nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị. Truyện tích Kinh Thánh dành cho thiếu nhi. Truyện quyển sách này được tặng cho nhé, và ở đằng sau này nhé, để chờ Ly cho quý vị thấy, để thấy được cái này Ly sẽ truy ra đến cùng cái người nào cho chúng nó quyền xuất bản cuốn này. Nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, số 62 Nguyễn Minh Khai, quận 1. Số điện thoại có luôn, trang web có luôn. In lần thứ 3, số lượng 50.000 cuốn. In lần thứ 3 nha quý vị. Rồi bây giờ quý vị nghe một câu chuyện, nghe mà Ly đọc như vậy thì quý vị có kinh tởm không để thấy nhé. Ly sẽ đọc một đoạn và họ phát cho trẻ con. Mà quý vị nghĩ coi, nếu trẻ con đọc được câu chuyện này thì nó sẽ trở thành Bin Laden, trở thành IS, trở thành Nguyễn Hải Dương, trở thành dã man như thế nào. Ly chỉ đọc sơ thôi và Ly thấy dã man quá. Một đoạn thôi nhé. Chiều tối, hai thiên sứ của Chúa đi đến thành Sodom. Lót gặp họ tại cổng thành, liền đứng dậy nghênh đón. Xin mời hai ông đến nhà tôi nghỉ tạm đêm nay, sớm mai hãy lên đường. Hai vị khách trả lời, hai vị khách tức là thiên sứ do Chúa phái đến. Không, đêm nay chúng tôi sẽ ở ngoài đường. Vì Lót hết lòng ngài nghỉ nên hai vị khách theo ông về nhà. Lót dọn tiệc đãi khách. Lót này là ở đằng sau là có đoạn là Lót là vợ chết. Sau đó Lót còn ngủ với hai con gái để đẻ ra con để nối dõi tông đường. Đó là cái đoạn luân trong đạo Công giáo của anh là. Lót nói này, vì Lót hết lòng này nên hai vị khách theo ông về nhà. Lót dọn tiệc đãi khách. Lúc chuẩn bị đi ngủ thì những người đàn ông từ già đến trẻ trong thành phố kéo đến nhà Lót. Họ đập cửa và nói, hãy đem đi hai người khách trong nhà ngươi ra để chúng ta ngủ với họ. Lót ra ngoài van ngài những người này đừng đụng đến khách của mình, nhưng họ xông lên định phá cửa. Hai thiên sứ đưa tay kéo Lót vào trong nhà và đóng sập cửa lại, làm cho đám đông đều bị mù không tìm ra được cửa nữa. Thiên sứ nói với Lót, hãy đem vợ, con trai, con gái và những người thuộc về ngươi ra khỏi nơi đây. Chúng ta sắp hủy diệt thành phố này vì tiếng kêu oán đã thấu đến Chúa. Lót đi ra và nói với hai con rể, nhưng họ tưởng Lót nói đùa.
gần sáng hai thiên sứ hối thúc Lót ra đi, nhưng Lót chần chờ nên thiên sứ nắm tay Lót và vợ và hai con gái kéo ra khỏi thành, vì Chúa thương xót họ. Khi đã ra khỏi thành phố, thiên sứ rằng: hãy chạy ngay lên núi để cứu mạng, đừng ngoảnh lại sau lưng, cũng đừng dừng lại bất cứ chỗ nào dưới đồng bằng. Lót sợ chạy lên núi không kịp nên xin gia đình mình xin cho gia đình mình vào ẩn náu trong một thành nhỏ gần đó. Vì vậy thành phố này được gọi là Xoa, nghĩa là thành nhỏ. Khi mặt trời vừa mọc, cả nhà Lót chạy đến thành Xoa. Chúa lập tức giáng mưa diêm sinh và lửa từ trời đổ xuống, thiêu hủy Sodom và Gomorrah cùng với mọi vật trong các thành đó. Cả thành phố chìm trong biển lửa, những cột khói bốc lên cuồn cuộn đen kịt như khói của một lò lửa khổng lồ. Nhưng vợ Lót quay nhìn lại phía sau và bị hóa thành tượng muối. Đó, đấy là Ly Thị Kệ. Đó là một trong những cái câu chuyện mà Chúa trừng phạt cái hai cái người mà đòi ngủ với thiên sứ của Chúa. Và đây là cái tai vạ mà tai vạ khủng khiếp nè. Chúa đã phán cùng Môi-se, đây đọc đoạn ngắn cho quý vị nghe, để đọc cái đoạn nó khủng khiếp lắm, toàn giết và giết thôi quý vị, toàn giết và trừng phạt thôi. Nhưng mà họ in ra để cho nền nói xong, Môi-se đùng đùng bước ra khỏi cung điện trong cơn nóng giận. Nửa đêm hôm ấy, Đức Giê-hô-va giết cả các con trưởng nam của người Ai Cập, từ thái tử cho đến con của tù nhân đang bị giam trong ngục, luôn cả con đầu lòng của súc vật. Pharaoh, quần thần và mọi người Ai Cập chợt thức giấc lúc nửa đêm, rồi có tiếng than khóc vang lên khắp nơi. Chẳng nhà nào trong nước Ai Cập mà không có người chết, mà người chết ở đây là do ai giết quý vị ông? Do Chúa giết nha. Những cái câu chuyện như vậy mà họ in ra để cho trẻ con công giáo đọc. Quý vị thấy ô nhiễm ngay từ lúc còn nhỏ không? Mà họ nói là họ là bác ái, họ là từ bi. Cho nên ba cái này quý vị, ba cái này con chiên hầu hết chỉ có đọc cái này. Con chiên chỉ đọc, con chiên đi nhà thờ bao nhiêu đời, họ chỉ được phát cuốn sách này. Và trong cuốn sách này thì có 10 điều răn, mà quý vị nhớ họ luôn luôn đưa 10 cái điều răn này ra ngăn họ. Họ luôn luôn đưa 10 cái điều răn này ra để cãi lại những ai mà chỉ trích kinh thánh. Họ nói là Chúa dạy là điều răn thứ nhất là thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự. Thứ hai là chớ kêu tên Đức Chúa vô cớ. Thứ ba là giữ ngày Chủ nhật, tức là ngày Chủ nhật không đi làm. Thứ tư là thảo kính cha mẹ. Thứ năm là chớ giết người. Thứ sáu là chớ làm sự dâm dục. Thứ bảy là chớ lấy của người. Thứ tám là chớ làm chứng dối. Nhưng mà bọn linh mục nó vẫn làm chứng dối ầm ầm. Quý vị vẫn nghe cái bọn quả đen nó nói là gì? Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam. Thì quý vị thấy có rõ ràng chứng dối không? Cộng sản miền Nam và miền Bắc là, nói như Bác Hồ nói rồi, là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, sông chân trên đó không bao giờ thay đổi được. Vậy nhưng chúng nó vẫn ra là dạng cái miệng lên là cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, mà rõ ràng chúng nó là tiếng Bắc Kỳ, tiếng Trung Kỳ, mà chúng nó vẫn nói cộng sản cưỡng chiếm miền Nam. Và miền Nam hay miền Trung hay miền Bắc thì đều do cho các cha ông ta ở mang gương đi mở cõi. Nhưng mà chúng nó vẫn giả mồm ra nói vậy, đấy là chân dối. Và gì chớ nghe dâm dục, chúng nó hiếp dâm cả hàng ngàn đứa trẻ có không? Rồi Chúa dạy là chớ giết người, nhưng mà Chúa giết hàng trăm ngàn người. Vậy thì bây giờ tất cả các chiên chỉ đi nhà thờ và được phát cái cuốn này. Mà thực tế ngay cả cái này là truyện tranh thôi thì đã thấy giết người như ngoé rồi. Chưa kể cái cuốn này đọc ra là rợn rợn gáy, nếu đọc xong đêm mà không ác mộng mới là lạ. Và cuối cùng
anh lợi anh năm, anh Nguyễn Ngọc Lập, một cựu thiếu úy, vẫn cho rằng là kinh thánh không giải giết người, kinh và Chúa không ma không để không kêu ai nhân danh ngài để đi cướp nước khác. Chúa kêu đi đốt đi giết đi đập đập đầu để con lên thấy đi móc một hai trong bụng nó kia, và rất là đúng. Tất cả những gì mà người Công giáo đã làm ở Việt Nam đều giống y chang trong Kinh Thánh. Quý vị nếu có những người lớn tuổi sống ở vùng chưa phát diệu, cái thời mà còn những cái năm mà 50 trở về trước, trước khi chúng nó di cư vào Nam, và cái sự dã man của chúng nó là ở vùng chưa phát diệu, thì khi đi vào là nhất đồng ấn nhất 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 hố nai thứ hai gian kiểm, nó lại được gặp lại y chang như vậy. Và tiếp theo đó nó di cư tiếp lần thứ hai sang Cali, sang các cao sang ở bên mình, thì cái sự dã man đó của con chiên, một khi đi nói họ là người Việt, nhưng một khi họ đã được những cái lời ở trong Kinh Thánh mà nhồi sọ đó, và họ lại được huấn luyện qua cái bí tích gọi là ăn thịt và uống máu Chúa đó, và họ được dạy là luôn luôn là ca ngợi Chúa, và Chúa là vua của muôn vua, vua của vua, và không ai là ở Chúa là đứng trên tất cả, cho nên là họ sẽ giết bất cứ ai để làm rạng danh Chúa. Có một câu Chúa dạy, các ngươi bị giết là các ngươi đang được lợi cho các ngươi, bởi vì các ngươi sẽ được Chúa giống như kiểu là ban thưởng. Và ngược lại, nếu các ngươi giết được người ta là các ngươi đang mang lợi lộc cho Thiên Chúa. Cho nên họ được nhồi sọ, họ được dạy. Cũng như quý vị thấy, mua chiếc xe cũng kêu là ban phép lành. Khi sản xuất ra vũ khí đưa đi giết người, chúng nó cũng ban phép lành. Rồi cho nên là quý vị thấy, con chiên thì đầu óc mức độ hiểu biết có hạn, và họ bị nhồi sọ quá nặng, dẫn đến là ngay cả những anh Lập bây giờ mang tiếng sống ở Mỹ mấy chục năm, nhưng vẫn tin là Kinh Thánh tốt, vẫn tin là Chúa tốt, và cuối cùng vẫn bào chữa. Có thể anh Lập không có ý bào chữa, anh Lập chỉ vì anh Lập được dạy như thế, anh Lập tin như thế, và bây giờ anh Lập phát biểu như thế. Cái này anh Lập, tại vì ngày nay là thời đại 4.0, anh Lập nói như vậy nó nguy hiểm cho lớp trẻ lắm. Anh Lập, lớp trẻ nó có tưởng thánh kinh của anh Lập tốt, lớp trẻ nó hiểu sai, kẻ thù xâm lược Việt Nam chỉ là Pháp, là Mỹ. Nhưng bây giờ tài liệu đã có đầy, anh Lập phải đọc những cái tài liệu mà Mỹ, Bộ Quốc phòng Mỹ đã bạch hóa, thư cố Pháp đã được công bố ra, 1 triệu giáo dân di cư vào Nam. Nếu không có vậy, không có hai không có những cái vụ như là Việt Tân ở kia, hiện nay Việt Tân RFA, quý vị vừa rồi coi cái chương trình, coi cái đại hội 13 mà quý vị theo dõi trên cái đài RFA, quý vị sẽ thấy mà RFA là do bọn con chiên cờ vàng nó lập ra, nó điều khiển. Tất cả các tổ chức chống cộng hải ngoại đều là do con chiên hết, đi khẳng định lại như vậy, và đi có tài liệu để đi nói điều đó. Còn anh Lập, có thể Lập không có ý đồ là rửa mặt hay gì, nhưng mà vì anh Lập được nhồi sọ từ bé, cho nên anh Lập chỉ hiểu được điều đó thôi. Nhưng những cái anh Lập nói nó rất là nguy hiểm đấy, chúng ta không hiểu rõ. Ngày nay Ly sẽ có một cái Ly sẽ làm một cuốn sách, và Ly sẽ gửi sách hay sao? Ly sẽ viết hẳn một cái bản để Ly chứng minh cho bác Cẩm biết là hiện nay trong sách giáo khoa còn có một bài ca ngợi Alexander Rhodes, một bài ca ngợi Nguyễn Trường Tổ, đó là trong sách giáo khoa. Ở tên đường hiện nay khắp nơi trong cả nước,
vẫn còn mang tên Alexander Ross. Tên Alexander Ross sừng sững ở thành phố Hồ Chí Minh. Tên thằng giám mục chống cậu thép tiếng Nguyễn Văn Bình vẫn sừng sững ở thành phố Hồ Chí Minh. Tên Alexander Ross, tên thằng linh mục Nguyễn Bá Tòng chủ yếu trường cổ văn văn rải khắp đất nước Việt Nam. Và người Việt Nam vô tình tưởng những người đấy có công với đất nước, mà tài liệu nói về cái tội làm cái sai cho giặc của họ đã đầy rẫy ra rồi. Ly bây giờ chỉ việc tổng hợp lại và đề bạt lên cái thôi. Chúng ta phải quét rác từ từ, đốt rác từ từ, để chừng nào là tạo thành một cái môi trường. Lật sử là đâu? Lật sử là từ đây đấy quý vị. Một nhà nghiên cứu lịch sử mà là một con chiên thì quý vị có tin được không? Thôi hôm nay Ly chỉ nói vậy thôi. Tán Ly có hơi ấy, mình nói ồ ào. Lâu lắm rồi không lên đây, nhưng mà hôm nay vì vô tình nghe anh Lập nói. Và anh Lập thì luôn luôn là Ly có một cảm giác là anh Lập cái gì cũng hay, cái gì cũng đúng. Cho nên là Ly phải nói để cho anh Lập và cuối cùng gửi đến anh Lập một câu. Một câu này của một người nổi tiếng nói là: em không có nhớ tên, tôi không sợ Chúa, tôi chỉ sợ kẻ thờ Chúa. Tặng cho anh Lập câu đó. Kính chào anh Lập, chào hết cả nhà mình. Cảm ơn cả nhà.